Điều bất ổn ở Manchester United, Nistelo thay Ten Hag làm huấn luyện viên trưởng. Huyền thoại của Quỷ Đỏ, Đoài Giót lo ngại có điều bất ổn ở Manchester United về sự trở lại của Rút Van Nistelo và lấy dẫn chứng từ Roy Keane. Biểu tượng của Manchester United Đoài Giót lo ngại có điều gì đó kỳ lạ về sự trở lại của Rút Van Nistelo tại Old Trafford. Van Nistelo, 48 tuổi, đã trở lại Quỷ Đỏ đầy bất ngờ vào mùa hè này sau 5 năm thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson. Người đã ký hợp đồng với ông vào năm 2001. Rút Van Nistelo đã gia nhập đội ngũ trợ lý huấn luyện viên của Erik Ten Hag với tư cách là trợ lý huấn luyện viên của Manchester United. Van Nistelo được xem là người đã thuyết phục thần đồng của Arsenal Chido Obi-Martin gia nhập Manchester United và hợp đồng này đang được xúc tiến. Chiếc cúp FA đã cứu lấy chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Ten Hag tại Manchester United. Chỉ sau gần một tháng ở Manchester United, Van Nistelo để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt là trong các bài tập của đội. Trên sân tập, người ta thấy Van Nistelo thường là hét yêu cầu các cầu thủ Manchester United chuyền bóng nhanh. Ông rất chú trọng các bài tập tấn công từ hai cánh. Thời còn là cầu thủ ở Manchester United, Van Nistelo đã ghi 150 bàn thắng sau 219 trận. Bây giờ, ông được kỳ vọng có thể mở khóa hàng công Manchester United ở mùa giải tới. Tuy nhiên, Đoài Giót tin rằng sự trở lại của Van Nistelo là ý đồ sâu xa của lãnh đạo câu lạc bộ. Đoài Giót tin rằng có điều bất ổn ở Manchester United sau sự trở lại của Rút Van Nistelo. Đoài Giót chia sẻ, theo tôi, có điều gì đó không ổn về điều đó. Mặc dù Rút Van Nistelo rất chuyên nghiệp, tôi chắc chắn anh ấy sẽ đến đó và thực hiện mọi trách nhiệm cần thiết để giúp đỡ huấn luyện viên trưởng. Làm việc theo sự điều hành của huấn luyện viên, nhưng tôi không thích khi nhìn đến bức tranh toàn cảnh. Tôi phải thành thật mà nói. Tôi thà ngồi ngoài và nói rõ ý định trở thành huấn luyện viên trưởng hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng môi trường hiện tại không thực sự phù hợp. Ngay cả khi bạn đang nỗ lực để đội giành chiến thắng và tôi chắc rằng trường hợp của Rút Van Nistelo cũng vậy. Nhưng nếu điều đó không diễn ra tốt đẹp, thì chỉ có một người phải chịu trách nhiệm và bị sa thải. Trừ khi Rút Van Nistelo quyết định ra đi nếu Ten Hag ra đi. Nhưng cá nhân tôi không muốn ở trong hoàn cảnh của anh ấy. Tôi đã thấy điều này với Roy Keane dưới thời Paul Lambert. Cũng như dưới thời những người như Martin O'Neill, Keane không phải là người số 2. Và tôi nghĩ Rút Van Nistelo cũng tương tự như vậy. Mặc dù vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời khi được phục vụ cho Manchester United vì không dễ để bạn quay lưng lại với bất kỳ vai trò nào. Nếu Ten Hag bị sa thải, Manchester United nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm Rút Van Nistelo. Cựu tiền đạo của Trinidad và Tobago Đoài Giót nói thêm. Rõ ràng là Manchester United sẽ bổ nhiệm Rút Van Nistelo làm huấn luyện viên trưởng nếu Erik Ten Hag bị sa thải. Bình luận của Đoài Giót là điều hoàn toàn có cơ sở. Bởi trước khi trở lại Manchester United làm trợ lý cho người đồng hương Hà Lan Ten Hag thì Van Nistelo là huấn luyện viên trưởng của PSV. Ông đã dẫn dắt PSV đến chức vô địch cúp quốc gia Hà Lan. Vì thế, nhiều người rất bất ngờ khi Van Nistelo chấp nhận một bước lùi trong sự nghiệp, từ huấn luyện viên trưởng ở PSV trở thành trợ lý huấn luyện viên tại Manchester United. Trong khi đó, Đoài Giót, 52 tuổi, cũng tin rằng huấn luyện viên U21 Anh Lee Caxley sẽ là huấn luyện viên trưởng tuyển Anh thay thế cho Gareth Southgate. Người đã từ chức 2 ngày sau trận thua 2-1 của Tam sư trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Lee Caxley có khả năng cao được bổ nhiệm là huấn luyện viên tạm quyền tuyển Anh. Huyền thoại của Manchester United Đoài Giót nói, tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Anh, FA, muốn chứng minh rằng người Anh có những huấn luyện viên chất lượng và tôi nghĩ rằng lý tưởng nhất là họ muốn chọn một huấn luyện viên người Anh. Họ sẽ gặp khó khăn khi chọn huấn luyện viên. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ xem Caxley làm huấn luyện viên tạm quyền cho vài trận đấu tiếp theo chỉ để xem anh ấy thể hiện thế nào. Tôi nghĩ khi đó mùa giải sẽ bắt đầu và mọi thứ sẽ đi vào ổn định. Nếu mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch thì huấn luyện viên Eddie Howe của Newcastle có khả năng cao dẫn dắt tuyển Anh. FA sẽ chọn một huấn luyện viên tạm thời là Cali cho một vài trận đấu vào tháng 9 và xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Nếu Cali thể hiện tốt thì anh ấy có thể được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng chính thức của tuyển Anh. Nếu không theo kế hoạch, Howe, Graham Potter và Frank Lampard sẽ được xem xét lựa chọn.
hacer.